Trong cái báo cáo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017 thì mặc dù có những cái thành tích như vậy, nhưng mà một trên thực tế thì cái số lao động khi mà hết thời hạn hợp đồng ở một số nước sở tại thì chúng ta đang còn vi phạm hợp đồng, đang ở lại nước sở tại còn nhiều. Thì qua đó ấy, là cũng đã làm giảm cái hình ảnh của Việt Nam chúng ta. Thế thì trong năm 2018 và thời gian sắp tới thì để khắc phục cái tình trạng này và để nâng cao hiệu quả và cái chất lượng xuất khẩu lao động thì chúng tôi đề nghị rằng là trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 đề nghị Ủy ban nhân tỉnh và các ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn, tăng cường hơn những cái giải pháp cụ thể thiết thực để khắc phục những cái hạn chế như vừa rồi. Và chúng tôi mong muốn là chúng ta thời gian tới có những cái giải pháp không những chỉ là chúng ta đưa những cái xuất khẩu lao động là phổ thông, mà chúng ta cần phải tăng cường hơn xuất khẩu những cái lao động có tay nghề và thậm chí là xuất khẩu những cái lao động có kiến thức bậc cao.